Yo, hôm qua thì vừa đi với Huy Bô rồi, anh thấy thế nào về cái tour local brand? Có đọng lại được cái gì không hay là có... Tour về brand hay là về Huy Bô? Thì về brand trước đi, xong về rồi brand về Huy. Về brand thì thực sự để mà nói thì về cái độ original của một brand thì anh nghĩ là hơi ít. Nghĩa là thường là giống nhau, là streetwear và gọi là các cái vibe của nó rất là khá là na ná nhau, và mình thực sự là mình không thể phân biệt được là brand nào với brand nào. Leader rất là giống với Adder. Leader thực ra anh chỉ đánh giá cao về thứ nhất là concept của cửa hàng, cái và cái thẩm mỹ của cửa hàng. Còn về mặt anh đánh giá không cao, là thực sự là đúng là Leader và Adder nó là gần như là same luôn, và từ tên cho đến các cái kiểu style về gọi là vest, knit vest thì các thứ là gần như là, nếu mà nói mạnh thì là rip off của Adder, còn nếu mà nói nhẹ thì là inspired by Adder hay là alternative. Với Moi Điên rồi thì là đi đến cái khu The New Playground, thì cá nhân thực sự thì em không có ấn tượng gì. Không gian rất là hay, mới cái không gian thì ok. Nhưng mà để mà nói về brand ấy thì đúng như là Huy Bô nói nhá, nó chia ra làm hai nửa, một nửa là kiểu cái gì, nó là tập trung có hai brand to đùng thôi, em cũng không nhớ tên đó là gì, nhưng mà có hai brand đấy là rất là nổi. Còn lại cái bên nửa bên kia thì phải nói thẳng là it's kind of the same. Nếu mà không muốn nói là gọi là lấy từ một nguồn lại chui ra từ một lò đấy. Đấy thì chui ra từ một lò và để gắn brand khác vào rồi đấy. Đấy thì cái đấy là hai cái vấn đề mà mình cảm thấy nhận được ở local brand. Có một số hãng thì rất là chiến, nhưng mà Huy Bô lại không có dịp để mà dẫn mình với anh Minh đi. Có một số brand thì Huy Bô đánh giá là 10 trên 10 hẳn thôi, nhưng mà mình với anh Minh lại không có gọi là đủ thời gian và đủ cái quỹ thời gian không có, và điều kiện thì cũng không có để mà đi trải nghiệm được hết những cái như thế. Mình cũng phải hẹn Huy Bô trong một đợt gần nhất có thể. Obviously là phải như thế thôi. Thế còn về Huy Bô thì sao? Còn về Huy Bô thì rất tích cực. Ngược lại với cả không nói, nếu mà nói về local brand tiêu cực thì cũng không phải, nhưng mà thôi đi thôi. Đột nhiên đang nói chuyện thì chó sủa, cho nên là mình xin phép đi ra chỗ khác. Chó nó có ý kiến đấy. Chó nó có ý kiến. Đó, thế thì còn về ông em Huy Bô thì branding của Huy Bô là chúa tể của local brand thì là đã được confirm. Cái mà Huy Bô nhiều nhất đó chính là kinh nghiệm, trải nghiệm về brand. Và gần như là khi mà mình đi với Huy Bô mình mới nhận ra một điều là để mà mua đồ local brand là nó cần cả một kỹ năng. Đúng rồi. Nó cần cả một kỹ năng về gọi là nhìn từng tí một, các cái chi tiết thật, về pick đồ, chi li tất cả mọi thứ, chứ không phải là dính một brand là dính luôn. Đúng, chính xác. Thì mua đồ local brand Việt Nam thì không phải là đơn giản, không phải là cứ vào cửa hàng pick phát là pick xong về là thoải mái đâu. Ok, thế bây giờ còn cái nhu cầu gì nữa không? Thực sự là để mà cái trip Sài Gòn này kết thúc mà thiếu một đôi giày để mang về thì nó là một thất bại. Giày gì? Một đôi boot gì? Một đôi Honor giống của Wyatt, của SLP, nhưng mà thì là quỹ tiền của mình chỉ có thể gọi là afford được alternative thôi. Đã có gọi là một sự giới thiệu đến từ Kiên Phạm, và bây giờ mình cũng không biết là mình đang đi về gọi là brand nào hay nhà, nhưng mà mình chỉ biết là mình đang rất là mong chờ cái đôi boot để xem nó có xứng đáng với cái gọi là alternative, để mà nói chung là giải tỏa mối nghi ngờ với mọi người. Thì đúng, video này được tài trợ bởi TARMOR, mà TARMOR thì các bạn đã biết rồi đấy. Ông cười cái gì mà cười? Chính xác ấy. Hóa ra là tài trợ à? Hóa ra là ông tài trợ, ông mới đưa tôi đến đây à? Ông câu tôi à? Câu, nhưng mà câu đúng mà. Có câu sai đâu. Không sai à? Sai hay không sai thì phải để từ đã. Anh hỏi em về một đôi quay à, trước khi TARMOR liên lạc hợp tác lại với em. Thế hả? Chứ không phải là TARMOR hợp tác lại rồi em mới thuốc hành quả. Thế là không phải là đánh thuốc à? Chứ còn gì nữa. Không phải đánh vả à? Và chính xác hơn một cái nữa thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi store của TARMOR. Chính xác hơn nữa thì trong video này mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan TARMOR, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem là TARMOR có những gì. TARMOR không chỉ nói về derby, TARMOR cũng không chỉ là những cái đôi Chelsea boot khá là cơ bản. Chính xác ra thì mình cũng đã cho anh Minh xem cái đôi alternative của Wyatt này rồi. Ông này ông ưng rồi, cho nên là biết thể bây giờ chỉ còn là on fit thôi, xem là như nào thôi. Và ông ấy vẫn đang rất là muốn đi đến TARMOR, rất là muốn thử. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng để bọn mình ở trong Sài Gòn để mà trải nghiệm những cái thứ xung quanh, cho nên là đi đến TARMOR cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Ok, bạn em đang muốn tìm một đôi mà nó mang hướng kiểu như là điệu giống SLP, những cái đôi mà từ thời Hedi Slimane. Bạn em thì rất là thích cái rất là khoái, cái kiểu này. Anh có thể cho em xem một số mẫu mà đáp ứng cái nhu cầu như thế chuẩn chỉnh. Em có thể tháo khẩu trang ra. Ok. Đấy. Tháo khẩu trang ra cho thoải mái. Thì với nhu cầu mà em vừa nói thì anh sẽ giới thiệu em thẳng vào vấn đề luôn. Đó là đôi hai này. Ngoài ra thì anh còn một mẫu có thể có rất là SLP nhỉ. Thì ngoài ra còn một mẫu nữa là mẫu này thì cái này là nó có chain. Đúng rồi. Hiện tại thì dường như đây là mẫu signature của anh luôn. Anh có thể cho em xin một chút thông số về đôi giày này được không? Kiểu như là da này, rồi zipper, rồi các thứ ấy. Thì hiện tại thì chất liệu mà anh đang sử dụng đây là da bò nhập khẩu từ Ý. Ngoài ra chất liệu toàn bộ ở đây đều là bằng da hết. Từ em có thể thấy từ gót, đế, ngoài ra còn đế trong. Đây là đế ngoài và đế trong cũng đều là bằng da. Thực ra là cái phần đế ngoài như này, nhiều hãng thì chơi classic người ta sẽ làm 100% da. Nhưng mà cá nhân em thấy thì cái lớp ngoài này nó là rubber như này thì nó sẽ đỡ trơn trượt hơn rất là nhiều. Ở Việt Nam mình đi trơn trượt cực kỳ dễ luôn. Nhất là trời mưa các thứ đi trơn trượt. Em có một đôi của Oro 100% da em ngã suốt ngày luôn. Cho nên là đây có một option đó là dán đế. Bạn có anh thường cái từ thông dụng anh gọi là dán đế. Thì cũng sẽ có thêm một lớp rubber ở đây như vậy vào thì sẽ đi chống trơn trượt hơn. Thì cái này là option khách hàng có thể lựa chọn. Đây thì đây là đôi này đấy, phun ra luôn này. Phun ra như này thì nó có cái sang, nó rất là sang, kể cả khi mà mình giơ chân lên nó rất là sang. Nhưng mà nhược điểm của nó đấy là nó đi trơn cực kỳ luôn. Theo anh thấy thì những người mà mới đi á, không quen á thì sẽ bị trơn, còn những người nào mà sành điệu chơi lâu rồi á thì người ta sẽ bị trơn, như vậy người ta đi luôn, người ta không có dán đế. Còn những mà tới bế luôn đấy, mọi người ta mới chơi hoặc là người ta muốn bảo vệ cái đế của mình thì người ta sẽ dán thêm một lớp rubber vào. Không, chính xác ra bởi vì em thấy ấy, đế của mình trước đấy em cũng cầm cái đôi derby rồi mà thì đế của mình là cái này là gọi là cái construction gì ta? McKay đúng rồi. Cái này là construction McKay là khi hỏng đế mình còn dán được lại đế cơ mà. Đúng rồi, mình đâu có phải nhất thiết là hỏng đế mình phải vứt cái đôi đấy đi đâu. Đúng rồi. Đấy nó là blade stitch và là McKay, đúng rồi, chính xác luôn. Kiểu nếu mà giả sử như đấy mình chiều trời mình chơi tới bế luôn, hỏng đế thì mình đi dán lại đế. Đôi giày vẫn ngon lành. Thì ngoài ra chất liệu của anh thì còn cái vòng này cũng là một điểm dẫn của bên anh. Đây là một vòng nguyên khối, nó không có một cái điểm rời nào cả. Cho em xem nào. Đây là vòng nguyên khối. Anh thích cái nào hơn? Anh thích cái mẫu có change hơn hay là anh thích cái mẫu? Anh thì obvious là không change. Bởi vì anh thích đúng cái classic hơn. Classic của SLP cái gọi là với cả nhìn nó clean hơn. Không, chính xác ra thì em thấy cái chain nhìn nó cũng hay. Cái chain là nó đi xuống dưới cái đế luôn thì nhìn trông nó có thêm chi tiết. Cái này là sẽ theo hướng streetwear nhiều hơn, nghĩa là hợp với streetwear hơn, là nếu mà anh muốn dress up cái út này thì cái này lại là hợp với cái kia. Mà anh thì là style mà hơi dress up hơn một tí, không phải là kiểu streetwear. Đây là cái vòng hai, cái vòng hoa này nó là full luôn nhỉ, kiểu 100% không có mối, chứng tỏ không hàn gì luôn, nguyên khối. Thế còn cái bản sway thì sao? Cái bản sway nó có khác gì? Da bò nó có khác không hay là bản sway với bản da kia này? Thực ra nó gần như là giống nhau các bạn này, nó chỉ khác chất liệu da thôi, còn lại là gần nhau y chang về form dáng các bạn. Ok, hai bên đều là đế, 100% đế da, 100% đế da, không mặc cây. Thường là mọi người hay chuộng đế da lụa hơn hay là đế da bình thường hơn nhỉ? Mọi người sẽ chuộng với cái mẫu da bóng này hơn là mẫu da này, vì tính chất của nó thì cái này thì đi mọi người cứ sợ là bị dơ ấy, dễ dơ và rồi dễ bám nước này kia ấy, thì khi đó người ta cân nhắc hơn. Nhưng mà thực ra lộn thì nó cũng có cái thú vui riêng của nó có cái thú chơi riêng. Còn cái sản phẩm này thì một bếp khi khách hàng mua tháo được ra luôn. Chính xác, đây là cái strap rồi. Nghĩa là đeo được hai kiểu luôn. Đúng rồi, sẽ có hai option chơi thì có thể là cái này. Option chơi nhưng mà gắn vào cái này vào phải thêm option mới. Nhưng em muốn chuyển vào này là quả dây thì có được không? Dây da. Hiện tại dây da thì bên anh chưa có làm. Tại vì em biết không, khi mà người ta làm dây này sẽ tốn công hơn là nhiều so với cái này. Tại vì cái này mình có thể điều chỉnh ngắn dài được, đúng không? Còn như cái bằng da sẽ gắn cố định. Đúng. Thì nó không có da người ta thường phải làm. Tháo ra sẽ khó. Đúng rồi. Còn cái này giống như cái dây đồng hồ, em cứ tưởng tượng dây đồng hồ khi mình đeo rộng quá ngắn thì mình có thể cắt bớt mắt đi và cho nó vừa cái. Đúng rồi, còn dây da là chịu. Đúng, dây da là chịu. Hợp lý. Okay. Là mùa 1 là được 2. Thế bây giờ ngoài cái mẫu harness này ra thì nó quá là chính đi, nó kiểu fashion. Bên Tarmor bây giờ có những cái option nào kiểu nó cơ bản, nó classic hơn. Kiểu giống như giả sử như em thì không nói, nhưng mà giả sử một bạn ở đấy bây giờ lần đầu tiên bạn ấy vào chơi boot thì bây giờ Chelsea boot rồi. Thì bây giờ Tarmor cơ bản của bên này là còn Chelsea boot của bên này. Chelsea boot. Heel rất cao. Thực ra nhá, nhiều bạn nghĩ là heel nó thấp thì trông nó mới classy, nhưng mà thực ra không phải. Đây mới là classy. Đây mới là classy. Thực sự đây mới là classy, cái heel nó cao như thế này. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể dress up cũng được, các bạn dress down cũng được. Còn những cái mà heel nó lùn ấy thì các bạn khó dress up hơn. Bởi vì cái kiểu heel mà nó lùn như thế thì nó giống kiểu bụi giống ngày xưa, như kiểu cái vai đi Chelsea boot rồi quần blow knee thứ đấy. Anh nghĩ vẫn dress up được nhưng mà nó khó hơn, nó sẽ khó hơn. Còn cái này dress up thì đúng là nhất luôn rồi đấy. Về cái chất liệu da thì nó cũng sẽ là same với harness. Thế còn thêm một cái nữa là kiểu dáng cái này thì thực ra nhá, nếu mà là em thì em thích cái kiểu dáng cổ nó còn cao hơn thêm một tí nữa. Tại vì dạo này em đang mê Bottega. Nhưng mà ấy, để mà nói về cái classic cổ điển, để mà nói cái gọi là basic nhất để mà bắt đầu bước chân vào boot thì cái cổ này là hợp lý hơn. Bởi vì nhiều người chưa chắc đã, đây này, ví dụ như mấy con Wyatt này, mấy con harness này, nó đẹp quá bây giờ Wyatt. Nhưng mà đấy, kiểu cái cổ nó cao hẳn kia nhìn rất là đẹp luôn, nhìn quá tuyệt vời luôn đấy. Thì đây còn là một cái mẫu Chelsea boot, cái cổ này có thể thấp hơn cổ này khoảng 1 cm thì là cái sần trước. Cái này của Celine nó cũng sẽ khác hơn. Đấy. Thì anh như em nói, anh đã nâng cấp cái này lên một cao một xíu rồi. Để cái này là mới, xem này hai phát xem nào. Chuẩn luôn. Nhìn rõ ràng luôn đấy. Cái này đã cao rồi. Đúng rồi. Còn đa phần mọi người hay đi là đi như thế này. Thì đây là da đúng không? Còn em thấy ở đây bên này cũng có một bản da lộn nữa này. Đúng rồi. Bản da lộn màu tobacco. Cũng được gọi là classic trong classic luôn đấy. Thì những kiểu con này đi với blue jean chuẩn luôn. Đúng rồi, này thì rất là trên này western kiểu như là Tarmor cũng có một số những cái collection mà nó độc, nó dị hơn, nó kiểu phá luôn, nó còn đỉnh hơn cả harness luôn, đúng không? Thì con này kiểu dáng nó cũng giống như cái con này anh đã giới thiệu em, chỉ là như là không có harness. Đúng rồi, chỉ là không có harness thôi, mà nó thì về cấu trúc da này kia, đế này kia đều là giống như con kia, chỉ khác là da, phần da là da tập hay là tobacco. Cái detail này nó rất là western, nó đấy, rất là nó kiểu đấy cowboy không? Cowboy. Về da thì anh nói chung cũng khá là đa dạng về màu sắc. Thì con này trông con da thì hơn. Cực kỳ là chuẩn ý luôn. Cái này nếu mà da lộn này thực sự là theo anh thì đi mưa có được đúng không? Được chứ. Được. Thực ra là như em đã như em đã có một cái vít gọi là rõ ràng luôn về cái vấn đề chăm sóc da lộn rồi. Đừng có ngại cái việc da lộn, thực ra giày là mình để đi, mình để chiến chứ. Nó bẩn một tí hay nó tạo ra patina thì nó mới phê. Sinh ra để phục vụ mình, cái phần này sinh ra nó còn chóc lên, nhiều khi nó lại còn nhìn đẹp. Nhìn nó kiểu rock thế này. Đúng rồi. Hồi trước thì có một khách mua giày của anh cách đây cũng hơn 2 năm, người ta gửi về cho anh được spa lại, trời ơi, một đôi giày da lộn để đi rất là nhiều lần, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, kiểu nhìn nó có cái character của nó. Nó sẽ ra patina, mà patina của da thì nó là vô vàn, không có một đôi giày nào giống đôi giày nào. Mới rất mượt nhưng mà đi xong rồi nó sẽ chóc dần đúng không? Lên. Thì như thế mới là dấu hiệu là một đôi giày nó trải qua quá nhiều. Như thế nó mới là một đôi giày được gọi là một người chủ là thực sự là sử dụng đôi giày. Một đôi giày từng trải. Nhưng mà em muốn xem cái đôi kia. Đôi này mới choạch này. Cái đôi này này. Đôi này với disco rồi. Disco thật sự. Màu này nó là màu gì nhỉ? Màu metallic silver. Bên anh thì đôi giày gần như là cháy hàng rồi. Bây giờ đôi này cháy luôn. Khách đặt rất là nhiều nhưng mà giờ không còn da để mà làm nữa. Bên anh đang bị hạn chế với nguồn cung, với nguồn chất da này. Bình thường metallic là nó sẽ bóng hơn rất nhiều nha, nhưng mà đây là Tarmor là khi là nó còn giảm bóng rồi. Là phù hợp với cả đa số rồi đấy, hợp lý hơn rồi. Còn này đúng rồi đấy, đi ba sàn disco quẩy luôn. Con này chắc chắn khác của em. Mà chỉ tiếc con này nó mới chỉ làm sample. Đang là sample thôi nhưng mà wow, thực sự là đỉnh. Nghĩa là concept idea thì là 10 điểm luôn. Đã là square toe rồi nhá, nhưng mà quả dưới này nó là metal also. Khi nào Tarmor mà ra con này xong rồi đổi cho em con đỉnh thực sự, phát khoái luôn đúng không? Khoái luôn đấy. Em còn thấy ở trên website ấy, có mấy cái show out của Tamor mà kiểu nó còn fashion forward hơn mấy con này cơ. Nhưng mà nếu anh cháy hàng mà nó show out thì anh có thể giới thiệu cho em đây. Đây là cái mẫu Santiago Boost da đan của anh gần như là độc kỳ lạ. Thì cái sản phẩm này nhiều người thắc mắc tại sao là nó lại đắt, thì anh có thể giải thích đó là tại vì cái sự công phu của nó. Thì cái này là da em người ta đang thủ công luôn. Đúng rồi, một cái tấm da nguyên bản người ta sẽ dùng máy cắt ra từng sợi nhỏ như này, và sau đó người ta dùng tay đang thay thủ công intestinal grieve chính xác cái gì đấy, người ta sẽ dùng tay đan từng sợi lại với nhau thành một tấm da đan. Thì sau đó người ta bắt đầu mới pha da, người ta sẽ vẽ lên cái rập, dùng rập để vẽ da, pha da ra, người ta xong đó người ta may lại với nhau. Con này quá trời, con này để... mà hiêu có vẻ là còn hơi hất lên nhá. Hiêu còn hất lên nhá. Đây anh này, đây là đúng một kiểu một Santiago Boost. Cái hiêu nó hất lên như này, cái hiêu đấy em cũng khoái. Ngoài ra thì anh còn một vài sản phẩm cũng khá là chiến khi sử dụng một chất da, đó là gọi là da đà điểu. Gần như con này thì cực kỳ gọi là hiện tại rất là hiếm luôn. Con này chưa nhìn đấy, con này có vẻ mới. Chất da đà điểu thì nó độc lạ ở những cái lỗ chân lông. Đúng rồi, cái lỗ chân lông của nó là to, những cái lỗ chân lông của đà điểu. Thì đây là những cái phần cổ trong con rất là khủng long nhỉ. Đúng rồi, có thể mang với chen hoặc là mang trơn như vậy, được mang trơn luôn cũng như vậy. Thì tại thì bên anh đã có hai mẫu này, rất tiếc là đã sold out. Với lại em thấy một con metallic nữa này, một con metallic này cũng sold out. Bên anh rất tiếc là cái hạn chế về nguồn cung về vật da. Nhìn cũng western, nhìn cũng giống như mấy con da lộn kia, mấy con suede kia. Con này có khi là còn khoái hơn cả con Chelsea bình thường kia. Con này còn khoái hơn cả con Chelsea bình thường luôn đấy. Bây giờ đi thử giày đi rồi xem một vài phát. Rồi tới bên con này. Forward đến classy à? Không, con này cũng fashion forward mà. Con này á, hơi hối. Nhưng mà cái cách mình phối đồ ấy, nó vẫn khá quan trọng, là cái tư duy phối đồ thôi. Thế nào, ok không? Đây, kiểu đi boot bây giờ đâu phải là cứ show hết boot là xong đâu. Nó kiểu gọi là humble brag đây. SLP không? SLP luôn. Thử vài con khác xem nào. Thử con metallic nhá. Thử phát con metallic xem là lên đồ nó như này. Quả ở trên này biết mặc con gì là hợp lý nhất đâu. Mặc con Teddy ấy. Đúng không? Con này size bao nhiêu anh? Size 42. 42. Thế cũng vừa, Teddy size nào cũng vừa. Trên size của Tamor là các bạn yên tâm nhé. Các bạn chỉ cần ướng chừng thôi là nó tự vừa. Hỗ trợ đổi trả trong bao nhiêu lâu? Hỗ trợ đổi size tận nhà. Trong bao nhiêu lâu hả? 3 ngày kể từ khi nhận hàng. Vâng. Còn gì nữa, Tamor bây giờ còn hỗ trợ trả góp định kỳ còn gì nữa. Đúng rồi, chính xác. Với funding đấy, cái zip đấy có ok không? YKK thì ok nhỉ? Thì ok, nhưng không bị gì. Nói chung là kéo lên 80. Với lại là cái cổ ôm phết đấy, em thấy cái cổ. Em mới thử derby thôi nhưng mà cái cổ ôm. Em thì chúa ghét quả mấy quả Chelsea Boots mà cổ nó cứ thừa lòng thóng ổ. Đây quả Tobacco này mới là đi với qua nhầm blue jean này. Blue jean quả này thì obvious tại vì thường ai thích cái kiểu heel cao như này. Là so với các cái bọn làm ngắn tí đúng không? Chứ còn gì nữa. Oro các kiểu là bé tí nhỉ. Oro vẫn bé tí. Kể cả là dòng Granda của nó cũng bé tí. Ui, công nhận luôn, chi tiết làm nên sự khác biệt. Nhìn hay nhỉ, thích cái kiểu mirror đằng sau nhỉ. Nó làm cho cái con derby nhá, không chỉ là cái mũi vuông nó đặc biệt mà mình đi đằng sau như này. Đấy, ui, nhìn cách nó đánh ánh sáng ra. Nói chung là con này là chắc chắn là anh phải từ sample, phải từ sample lên đến sản phẩm thật luôn. Đây là đi làm á, giờ này đi làm dễ bị sếp gõ lắm. Sếp gõ tặng sếp mình đôi. Con đấy mà ra là chắc chắn là hai đôi của anh là sẽ bay rồi. Con bay đôi bay thì không biết, con này mà ra chắc chắn là có hai đôi là bay sẵn rồi, không phải ba. Con trên này kiểu nó kiểu đi ra đằng sau ấy, nó kiểu ấy ra đây. Nói chung là nó có cái details này. Đây. Đúng không? Đây, nó có details này mà hợp lý đúng không? Trông kiểu nó chơi hơn đấy. Đi kèm ở trên là phụ kiện bạc đây, kiểu giống như cái đồng hồ anh đeo ấy. Playboy nó hơi bị phát đi cái sự clean một tí nhưng mà nói chung là cũng hợp lý. Thử bỏ cái trên ra thành nhà nhé. Chính xác ra là đang thử giày, máy ảnh hết pin tôi lôi iPhone ra quay. Thay con graphic tee này bằng con thi ấy xem. Xong rồi thắc in nó vào một tí, hợp lý đúng kiểu western đi tiệc. Quả chính xác, quạt này hơi nhiều. Đây quả sơ mi như này nó hơi thai một chút, sắn tay áo lên có chi tiết. Đây còn cái quả asymmetrical này, nó gọi là parallel đây, nó hợp lý với nhau luôn. Đây muốn chơi thì lại quay lưng lại. Đây nhìn cả cái profile như này, ở riêng phần trên thôi, chưa nói gì nó đã khác so với người kiểu nói chung là nhiều người mặc rồi. Nhưng mà đấy thêm quả dưới quả flare, rồi còn có cả Con này thì harness nhưng mà gọi là gì? À, trông lại ấy à? Trông lại Blazon quá à? Thực ra nhá, bây giờ anh thử con Tobacco kìa. Tobacco với lại một con jean xanh ấy, thử xem. Lại đi với cả YT này luôn. Tùy anh thử xem ở trên này có cái gì thì đi cùng xong. Ở trước của nó thì nó lại có một tí nhỏ, nó khác nhau mà. Chờ anh mình ra, cho em thử cái đôi này, em fit vào đây phát luôn này. Này này. Vâng, chuẩn luôn. Ngày xưa mọi người cứ bảo là mặc slim jean rồi đi Chelsea boot như thế này là style đĩ đúng không? Nhưng mà đây các bạn nhìn xem, trông disco, trông nó vừa chill. Mặc cùng riêng với bộ này cũng được, tại vì cái bộ này có mấy cái cúc ở cái áo đây, trông nó rất là phát sáng. Cái này là kiểu... Không, cái này ấy là theo kiểu quay lại trở về cái đời Hedi, nhưng mà nâng cấp nó lên thành Celine. Trông cảm giác chân mình lại dài ra. Tobacco với lại là blue jean. Nó là phối màu complementary, hai màu đối nghịch nhau, phản nhau lên như thế này. Và chính ra người anh gầy hơn cả người em, cho nên là mặc slim tee kiểu nó ra cái kiểu nhìn nó mảnh mảnh người ấy, trông nó đã teo hơn nó. Ừ đấy, trông nó đã. Con này thì là asymmetrical ở đây, à đâu, symmetrical ở đây. Ừ, con này là symmetrical đây, không phải A nhá, A là ngược lại đấy. Diệt lần diệt luôn. Con này có hơi hai hơi tật độc một tí không? Anh có cảm thấy là còn hơi đấy nhá. Hơi đúng không? Mid rise, con này mid không phải lâu. Chắc chắn là không phải lâu luôn, đôi khi là còn hơi hai. Như các bạn thấy thì anh Minh mặc con quần này, nó sẽ là dáng slim, khá bó đùi một chút, hơi xuống một tí. Nhưng mà mình mặc thì các bạn thấy là không thấy đùi đâu hết luôn ấy. Nó sáng khá thẳng, nhưng mà ống thì nó vẫn hơi bó vào. Thì cái này này nó thành dáng taper. Nếu mà các bạn dáng người bé như mình thì cái con này có thể gọi đây là dáng taper. Còn như anh Minh thì sẽ là dáng slim. Và tất nhiên rồi, nó là high waisted, không phải là low waist, không phải là mid waist. À, thực ra những cái phần phụ kiện của TARMOR, em thấy cái này này, em chưa biết cái này để làm gì. Cái này hình như là giống cái để đeo trong kia thôi, nhưng mà nó còn cái công dụng gì khác đúng không? Kiểu cái chain này khá là đẹp luôn này. Các bạn có thể thấy thì đây là Cuban chain, nhưng mà nó là double. Thì nếu mà chỉ để mỗi giày không thì nó hơi phí ấy. Chắc nó phải làm một cái gì đấy khác nữa chứ. Bởi vì công dụng khác thì chắc là thế thì... bạn có thể về nghiên cứu. Thế thì TARMOR phải làm quả Cuban link đi. Da của belt này thì cũng sẽ giống là da của... Khác hoàn toàn ạ. Đây là da bò full loop, các bạn có thể thấy da bò full loop. Xong rồi đến lúc ấy nó lại ấy đúng không? Nó lại kiểu nhăn nhăn mà đúng không? Nhăn nhăn nhưng mà hay nhỉ? Ý là khi đó thì khi mà mình đeo vào thì nó sẽ căng da ra và nó sẽ như vậy, nó rất là bóng mà mình... đây là da mặt trước của nó là da bò full loop nhá, mặt sau của nó là da bò trên kim, các bạn có thể thấy. À ok. Còn ở giữa thì được có thêm được toàn bộ cái này là bao gồm 4 lớp, thì mặt trước là da và sau là da, thì ở giữa là sẽ được một lớp độn gọi là, mình không nhớ cái tên cụ thể của nó tiếng Anh, nhưng mà nó được nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cái lớp màu nâu nâu này bạn có thể thấy. Nó như kiểu phần cord ở trong cái đế giày ấy nhỉ. Nó giúp cho cái thắt lưng của mình nó cứng cáp hơn. Cái dây linh anh vừa lấy đâu rồi? Đây, ôi xôi ôi. Ui dây này luôn nha. Tuyển năm 2022 TARMOR sẽ có một item mới. Còn này làm cả vòng tay nữa, tuyển luôn. Đúng. Này là hợp lý đúng không? Thắt lưng thì để cho mọi người biết thì cái chiều dài hợp lý ấy, khi mà thắt lưng như thế này thì nó sẽ chỉ tầm này thôi, nó chỉ rơi vào tầm 3 cm, nó thừa ra đây là vừa đẹp nhất. Thì thắt lưng ở TARMOR thì mình có thể điều chỉnh độ dài ngắn được. Để mà nói thêm về quần jeans đi thì jeans của TARMOR có một cái mẫu này mình khá là thích này, cái màu này là wax thủ công như thế này, thì không có một chiếc quần jeans nào giống cái chiếc quần jeans nào hết, 100% nó là unique piece. Thì đây là một chiếc slim jean là basic thôi, bên này là medium, con này là light wash, skinny, blow knee, không hẳn blow knee, đây chỉ là riff knee thôi nhỉ, hơi riff một tí thôi. Ok là. Thế cuối cùng là anh pick đôi nào? Sau khi một loạt mà trải nghiệm hết toàn bộ store rồi, tăng tác ra hết rồi thì anh pick đôi nào? Và anh pick cái gì? Vẫn quay về lại mục đích ban đầu không? Vẫn cứ lỡ nhé. Em cũng đang phân vân đây. Không biết được là em nên lấy chains hay là em nên lấy zip. Vì thực ra là lấy chains thì sẽ có luôn zip. Đúng. Nếu mà lấy chain và lấy zip thì đương nhiên là lấy chain rồi nhá. Bây giờ chỉ có một là chain, hai là harness thôi. Cái là một là chain, hai là không chain thôi, nhưng mà đều có harness. Nếu mà các bạn nào chưa xem cái video derby này của mình ấy thì mình sẽ để một cái link ở trên này. Nhưng mà mình thì mình sẽ đợi anh founder làm cho mình một quả Metal heel ở đây. Ok, vậy anh có thể wrap cho em hai chiếc giày, một chiếc harness. Size bao nhiêu anh? Harness size 43 đi, 43 với lại là một chiếc chain harness size 39. Ok, vậy đó là chuyến đi mua sắm tại TARMOR của mình. và anh Minh. Hai anh em đã có hai cái chiến lợi phẩm quá là chiến luôn. Chắc chắn là mình sẽ cố gắng làm cái feedback sớm nhất có thể để mà up lên Insta cho các bạn xem là mình phối với những cái đôi Hornet Boost này như thế nào. Chắc chắn là mình sẽ không phối theo cái kiểu 5-6 năm trước đâu. Mình sẽ có cái kiểu phối mà đảm bảo là các bạn nhìn sẽ rất là lạ luôn. Ok, và để kết thúc video này thì mình sẽ phải cảm ơn nhà tài trợ của mình, đó chính là TARMOR. TARMOR là một brand sản xuất những đôi giày da, chính xác hơn thì là những đôi boots da cực kỳ chất lượng như thế này. Như mình đã nói với các bạn thì boots của TARMOR là da bò thật và là da bò đến từ Ý. Chính xác hơn nữa về thông số thì đây là full grain leather mà các bạn biết rồi đấy. Full grain leather là cái grade leather tốt nhất của da. TARMOR không chỉ có mỗi da bình thường, đây là phiên bản da metallic, đây là phiên bản da suede. Cái bộ siêu tập boots của TARMOR thì thực sự mình phải nói là quá là đỉnh luôn, có rất là nhiều lựa chọn và chắc chắn là sẽ có đầy đủ những lựa chọn để phục vụ cho các bạn. Ngoài ra thì TARMOR là một trong những hãng hiếm hoi hỗ trợ các bạn trả góp. Ở đây là trả góp 3 kỳ 3 tháng với lãi suất là 0%. Ngoài boots ra thì như các bạn có thể thấy TARMOR còn sản xuất phụ kiện nữa. TARMOR còn sản xuất phụ kiện cho cả boots nữa. TARMOR còn có một cái line quần áo rất là chất lượng nữa, một cái line quần áo khá là niche. Trước khi đến store của TARMOR thì mình cũng không biết được là TARMOR sản xuất một cái line quần áo chất lượng như thế này. Vậy nên là nếu các bạn có bất kỳ nhu cầu gì về boots, về derby, về jeans, về t-shirt thì đừng ngần ngại, hãy click vào link bên dưới, truy cập thẳng website của TARMOR, cho ra những cái sản phẩm mà phù hợp với bản thân các bạn nhất. Và các bạn đừng quên rằng vì TARMOR là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những cô giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ vừa trên kênh Phạm có đấy nha. Link in the description. Ok, nếu mà các bạn thấy thích những cái kiểu vlog như thế này, mình đi trải nghiệm, nhìn nó không được chuyên nghiệp như là những cái video mình đã từng làm, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ mộc mạc hơn, nó sẽ theo kiểu gọi là nó chân chất hơn, thì các bạn đừng quên nhấn một nút like, đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn nút về chuông, cách nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình cũng sẽ để những cái link social media của mình phần bên dưới description box. Các bạn đừng quên hãy follow Insta của mình và follow Insta của anh Minh Jin để cập nhật thêm những kiến thức phối đồ, mix and match để tập khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.